của tập đoàn Suzu xin nghe. Quý khách cần gì ạ? Alo, mày phải chị gái của con Mai không? Con em gái mày đang nợ tao 5 tỷ đó. Nếu như mà không... Không. Lệ Đào, nhân dịp... Đu con này liều. Mày mà dập máy một lần nữa thì... Nghe điện thoại đi bà nội. Để reo hoài nhức đầu quá. Tôi lừa đảo gọi. Thiệt nha. Tụi nó đang lượt tôi bán cái chạy này chị hai. Xã hội đen đó mà già. Lại báo nữa. Con nào đâu? Bọn kia đây cơ. Mi chạy đi mô. Mi đừng lại cho tao. Cái gì vậy? Ê kia từ. Con này được. Mày nín à. Mà mắc cái gì tụi nó kiếm tao vậy? Tụi nó nói nếu hôm nay không trả, tụi nó cho em đi ngắm gà luộc nguyên con luôn. Các em quý quá. Kêu là có bà chị làm ở tập đoàn lớn, 5 tỷ bà dư sức trả để đánh lạc hướng tụi nó. Ai ngờ rồi khi không tự nhiên lòi ra cục nợ 5 tỷ. Kỳ ghê. Anh trói em đi anh.
lại con chị của mày ra đây, đưa cho tao 5 tỷ, không thì tao xin nhẹ cái bộ đồ lòng của mày nha. Hơi ẩu rồi đó, bậy bạ là tôi báo công an à. Trời, tao sợ quá. Tao chấp 10 công an cũng không tìm được chỗ này nữa. Mày có cần tao gọi về mày luôn không? Tự tin hơi sớm đó. Bỏ hết vũ khí xuống, không tao cho thằng này bay màu. Chạy tiên sẵn. À đủ, sao mày tìm được chỗ này hay vậy má? Không bông tuyết nào hoàn toàn trong sạch, không tội ác nào là không có dấu vết. Có đào ngầu quá. 10 điểm. Ngạc nhiên chưa? Ngay từ đầu đây là kế hoạch của tụi chị rồi. Thả bà ra, không á chị bà cho tụi mày vé đi sông ca cùng thần linh hết. Tao biết ngay mà. Nếu tụi mày khôn thì tao đã mua luôn 10 đứa rồi. Tại cái nách của mày đỉnh quá mà. Tao phải đề phòng chứ. Hơi nách còn sao? Thì cũng là con người bộ. Yêu. Con gái nướng quá. Ghê quá. Cha mà ơi. Thủi. Xin lỗi chị vì cuộc đời này sơ hở là em báo chị. Hai chị em mình tuy sinh khác ngày giờ, nhưng em nguyện được chết với chị cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Tin nóng, tìm trẻ lạc. Tên: Bồ Ngót, con gái chủ tịch tập đoàn Suzu. Đặc điểm nhận dạng: tóc thắt hai bím. Thưởng nóng 5 tỷ cho ai tìm ra bé. Nhắc lại, 5 tỷ. Gia đình xin cảm ơn và hầu tạ. Ủa? Sao ai lấy hình mình xấu quá vậy trời? Tính ra ngoài những lúc nó báo ra thì thấy nó cũng dễ thương. Lệ Đào, nhân viên chăm sóc khách hàng của tập đoàn Suzu xin nghe. Quý khách cần gì ạ? Alo, chào cô Lệ Đào, tôi là công an. Tôi vừa nhận được đơn khiếu nại của trường ô tô gây rối và phá hoại tài sản công cộng. Tổng thiệt hại lên đến 5 tỷ, nếu như cô không... Lừa đảo. Mắc cái gì ngồi đó mà khóc hu hu hu. Mắc cái gì nhăn nhó đầu tóc tai bù xù. Mắc cái gì phải nhớ, mắc cái gì phải mong. Mắc cái gì phải ngóng trông. Có lẽ người ta đâu còn nhớ em đâu mà. Có lẽ người ta đâu còn mấy khi thiệt thà. Có lẽ người ta giờ đang yên ấm cùng ai kia không phải em. Dù tôi đã nói trước bao nhiêu lần, đừng dây vào lời ông bướm. Nhưng sao em là ai không quan tâm, vẫn cố chấp đâm đầu tin anh ta. Ngoài kia vẫn có bao nhiêu người chờ mong một lần được nói tiếng yêu chân thành mà em đâu muốn. Bởi thế